Chuyên đề 3 là của công cơ học này. Bài 1 công cơ học. Khi nào thì có công cơ học? Nhạy công cơ học được dùng khi nào? Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động và biến dạng, đúng không? Nhạy khi một vật chịu tác dụng của lực mà nó có sự thay đổi vị trí hay chính là gì? Nó có sự gì? Chuyển rời hay chuyển động thì nó sẽ gì? Sinh ra một công, đúng không? Được chưa? Nhạy là gì? Công cơ học là dùng khi trường hợp có lực tác dụng vào vật làm cho vật dịch chuyển. Ta có hai yếu tố chính là gì? Có lực tác dụng và làm cho vật chuyển rời. Như vậy, nhìn vào cái khái niệm công cơ học này, ta sẽ biết ngay được rằng công cơ học phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào lực tác dụng và phụ thuộc vào độ chuyển rời của vật, đúng không? Chứ nó không phụ thuộc vào độ biến dạng, được chưa? Như vậy, cơ bản ta sẽ ra được công thức tính công A bằng F nhân F. Ghi đi, ghi bên cạnh. A bằng F nhân F. F chính là lực, còn S là độ chuyển rời theo phương tác dụng của lực, được chưa? Sau này công thức tổng quát ta có thể ghi thêm luôn tổng quát này. A bằng F nhân S nhân với cos của alpha, cos alpha. Tuy nhiên khái niệm cos alpha bọn em chưa học, được chưa? Lớp 9, được chưa? Tại sao là có cos alpha đấy? Lực tác dụng làm cho vật chuyển động nằm ngang, lực cũng nằm ngang, thì ta chỉ cần công thức A bằng F nhân S thôi. Nhưng em thấy rằng trong thực tế không phải lực lúc nào cũng theo phương chuyển động. Ví dụ cái máy tính này, lực tác dụng phương nằm ngang này đương nhiên chuyển động ngang rồi, đúng không? Nhưng tác dụng xiên như này nó vẫn chuyển động ngang chứ, đúng không? Như vậy khi đấy góc alpha sẽ là góc tạo bởi lực và phương chuyển động, và nó là trường hợp tổng quát của công, được chưa? Còn hiện tại ta mới chỉ học trường hợp đơn giản nhất là A bằng F nhân S mà thôi. Trong đó F là lực tác dụng, S là quãng đường dịch chuyển theo phương của lực tác dụng, được chưa? Thường bọn em chỉ hay xét hai phương là phương đứng và phương ngang, được chưa? Nhìn nhìn cái hình ví dụ, nhìn cái hình ví dụ, cái phân tích lực vào cái vali ấy. Cái vali này chịu tác dụng của những lực gì? Lực kéo ép, lực ma sát, trọng lực P và phản lực N. Em nhìn cái cách người ta đặt, cách người ta đặt vector lực nhé. Ép là đặt vào cái tay lắm, ma sát đặt vào bánh xe, trọng lực thì phải đặt vào trọng tâm của cái vali, còn lực phản lực của mặt lên thì đặt vào gì? Đặt vào điểm tiếp xúc của bánh xe với mặt lên, đúng không? Được chưa? Nhưng nếu mà để các lực lung tung như này thì rất là khó tính. Do đó người ta mới quy ước là gì? Tất cả các lực đều quy về gì? Trọng tâm của vật, đúng không? Do đó khi ta vẽ thì ta vẽ tất cả đều trọng tâm của cái vali này, được chưa? Và trong trường hợp này, lực ép theo phương là gì? Tạo với phương chuyển động của vali một góc alpha độ bất kỳ, đúng không? Được chưa? Như vậy đây chính là trường hợp trường hợp tổng quát của công, được chưa? Đấy. Và chưa kể là gì, cùng là người cầm vali thì không phải lúc nào lực ép cũng theo phương như này. Lúc nó mỏi tay nó buông tay xuống, lúc thì nó giơ cao tay lên, đúng không? Do lực ép là thay đổi phương liên tục, đúng chưa? Nhưng nó vẫn đang thực hiện công. Đấy là bài toán thực tế. Làm gì có chuyện em cầm cái vali em cứng đơ tay em kéo, chưa kể còn đi đến chỗ sóc nữa chứ, đúng không? Tương tự cho cái vệ tinh nhân tạo nhá, thì có lực tác dụng ở trên hình rồi nhá. Được chưa? Sang trang. Mục 2 là công thức tính công của lực. A thì bằng F nhân S. Trong đó A là gì? F là gì? S là gì? Và A có đơn vị là joule. A đơn vị là joule. Được chưa? Ở cái chỗ F và S, mọi người chú ý thêm này, lực và quãng đường dịch chuyển là cùng phương. Lực và quãng đường dịch chuyển là cùng phương. Cùng phương. Có nghĩa là lực tác dụng làm ngang thì quãng đường dịch chuyển cũng làm ngang. Bởi vì ta đang xét bài toán cơ bản thôi, chứ không phải xét bài toán tổng quát là lực theo phương bất kỳ so với phương chuyển động. Được chưa? Nhớ nhá. Đây, chú ý là có sẵn rồi này. Công thức trên chỉ đúng khi vật chuyển rời theo phương của lực, đúng không? Vật chuyển rời theo phương của lực chính là lực và quãng đường dịch chuyển là cùng phương với nhau, đúng không? Theo phương của lực. Đấy, đây là công thức cơ bản nhất. Nếu vật chuyển rời theo phương vuông góc với lực thì công của lực đó bằng 0. Ta hình dung này.
Nếu em tác dụng lực mà vuông góc với cái mặt bàn nằm ngang này, vật này chuyển động được trên mặt bàn nằm ngang mà đúng không? Nếu tác dụng vuông góc thì vật có chuyển động không? Không chuyển động, hay nói cách khác quãng đường bằng không đúng không? Thì lực bao nhiêu nhân với không chả bằng không, đúng không? Như vậy là gì? Nếu lực vuông góc với phương chuyển động thì công bằng không. Còn trường hợp nếu lực mà không thì theo phương chuyển động thì công đấy chắc chắn sẽ nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn công nằm ngang. Được chưa? Cái này chỉ để trả lời trắc nghiệm thôi. Đơn vị kWh thì 1 kWh bằng 3.600.000 joule. Cái này sẽ học khi là mình còn nhớ cái bài toán về số điện không? Điện học năm lớp 7 ý. Lớp 7 mình học tính tiền điện ấy, đúng không? Thì sau khi tính công của đồng hồ điện thì ta phải chia cho 3.600.000 để ra kWh. Được chưa? Mở bài tập minh họa này. Bỏ qua lực ma sát và lực cản, xác định lực đã thực hiện công trong các trường hợp sau đây. Cứ có lực và có dịch chuyển thì có thực hiện công đúng không? Người kéo xe thồ đi từ dãy về nhà thì lực thực hiện công là lực kéo, chính là người kéo xe. Ở dưới là ngựa kéo đúng không? Xe gắn máy chạy từ tỉnh về huyện, lực gì? Lực kéo của động cơ đúng không? Lực kéo của động cơ. Bạn Ly đạp xe đạp từ nhà đến trường thì chính là gì? Lực gì? Lực đạp của bạn đúng không? Lực đạp. Được chưa? Bởi vì tất cả bốn trường hợp này không trường hợp nào là vuông góc với phương làm ngang cả. Vì trên đường đi đều là làm ngang mà. Câu 2. Trong trường hợp sau, trường hợp nào có công cơ học, trường hợp nào không có công? Dùng dây kéo thùng gỗ chuyển động. Dùng dây kéo và chuyển động. Đây là hai từ quan trọng nhất. Nó phải có lực và có chuyển động mà đúng không? Thì chắc chắn là gì? Có công cơ học. Tại sao? Tại vì có lực tác dụng và có dịch chuyển. Chính là ta gạch chân từ đấy rồi đấy, đúng không? Dùng tay ấn mạnh vào vách tường. Có không? Vì sao? Lực đang vuông góc. Mình ấn vào vách tường là lực vuông góc mà đúng không? Không. Vì lực vuông góc. Lực vuông góc. Được chưa? Chiếc ô tô đang chuyển động trên đường, đương nhiên rồi, đúng không? Ô tô đang chuyển động. Nó chuyển động được nhờ lực phát động do cái động cơ gây ra, đúng không? Câu 3. Một cần cầu nâng thùng hàng 2 tấn từ độ cao 8 mét so với mặt đất. Bỏ qua ma sát, lực nào thực hiện công? Lực thực hiện công là lực gì? Trọng lực. Thì không thực hiện công. Trọng lực thì không thực hiện công. Trọng lực đang làm cho vật ấy kéo xuống. Nhưng vật này đang được nâng lên thì phải là gì? Lực nâng của cái gì? Của cái cần cầu mới là lực thực hiện công. Đúng không? Như vậy phải là lực nâng của cần cầu. Thực hiện công. Được chưa? Hay tính công mà cần cầu đã thực hiện. Ở đây là gì? Khi trong quá trình nó đang đưa lên từ độ cao 0 đến độ cao 8 mét, thì phải là lực của cần cầu sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn trọng lực không? Đúng không? Lớn hơn bao nhiêu không biết. Vì nó còn tùy thuộc vào cái đấy kéo lên nhanh hay chậm. Như vậy ta chỉ biết rằng trong quá trình đi từ 0 đến 8 là không biết lực cần cầu là bao nhiêu. Chỉ biết lớn hơn 8 tấn nhân 10. Đúng không? Và ta sẽ xét công của nó ở vị trí thì đạt được độ cao là 8 mét. Khi đấy ta có lực nâng bằng trọng lượng nhân với 10 đúng không? Như vậy A sẽ bằng 8.000 đổi sang kg mà đúng không? Nhân với 10 và nhân với mấy? Nhân với 8 mét đúng không? Thì bằng bao nhiêu? À xin lỗi, 2.000 tấn. 2.000 nhân 10 nhân 8 thì bằng 16.000. Được chưa? Hiểu không? Có nghĩa là ta chỉ xét cái lực ở vị trí khi nó đã gì kéo lên độ cao 8 mét rồi. Còn trong quá trình đang kéo lên thì ta không xét nhé. Được chưa? Thực ra là có xét cũng chẳng được. Vì không đủ dữ kiện để tính. Đúng chưa? Anh hiểu chưa? Câu 4. Trong công trường người ta thường dùng búa đóng cọc này vân vân này. Chiếc cọc là 0,2 mét lên khoảng cách 20 mét.
20 cm này, cho biết khối lượng búa là 20 tấn. Khi búa thả rơi xuống đập vào đầu cọc thì cọc bị lún sâu xuống đất. Lực đã thực hiện công trong trường hợp này là gì? Trọng gì? Trọng lực. Trọng lực. Trọng, được chưa? Lực đã thực hiện công là trọng lực. Vì nó lâng lên rồi, xong nó để yên đấy, rồi bắt đầu mới thả ra cho nó rơi xuống, đúng không? Thì nó dựa vào gì? Cái khối lượng của quả búa này nó rơi vào, đúng chưa? Như vậy lực thực hiện công là trọng lực. Trọng lực thì thực hiện công A. Lực này tính như nào? A sẽ bằng F nhân S bằng búa là 20 tấn là 20.000 nhân với 10 và nhân với 0,2 m, được chưa? Bằng 40.000 joule, được chưa? Bài toán thực tế nó khác hơn nhiều, nghe đi. Bài toán thực tế rất là khác. Xong chưa? Tại sao khác? Quãng đường dịch chuyển của nó không phải chỉ có 0,2 m. Cái cọc có lún xuống không? Lún xuống thì khoảng cách cũng phải tăng lên chứ, đúng không? Không còn 0,2 m nữa, không còn là 20 cm nữa. Ví dụ cọc lún xuống 5 cm đi, thì cuối cùng nó phải là gì? Dịch chuyển được bao nhiêu? Thì cái búa đấy phải rơi sâu xuống 5 cm nữa, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà như thế thì phức tạp. Giống như cái bài toán vừa rồi, cần cẩu kéo lên ý. Trong quá trình kéo không biết lực là bao nhiêu ý. Lên ta chỉ tính ở cái mức gì cơ bản ban đầu là gì? Cái khoảng cách ban đầu là 20 cm, không đổi, đúng không? Đấy. Tiếp tục câu 5. Người có khối lượng 50, tính công của người trong hai trường hợp: đi bộ từ mặt đất lên sân thượng của tòa nhà cao 30 m, lên sân thượng của tòa nhà 30 m, và đi bộ quãng đường dài 2 m, biết rằng công thực hiện khi đi bộ bằng 1/3 lần công thực hiện khi lâng thân người. Tại sao lại như vậy? Khi người đi bộ lên sân thượng 30 m, thứ nhất ta có trọng lượng người đấy là mg rồi, đúng không? Như ta có công này, A1 sẽ bằng 50 nhân 10 nhân với 30. Có nghĩa là bỏ qua cái quãng đường từ 0 đến 30 mà chỉ tính tại vị trí 30 thôi, đúng không? Bằng 15000 joule. Cái thay số thì quá dễ rồi. 50 nhân 10 nhân 30, đúng không? Câu B. Câu B tính như nào? Người đó đi bộ trên quãng đường nằm ngang dài 2 km. Như vậy là quãng đường thay đổi 2 km rồi. Biết rằng công thực hiện khi đi bộ chỉ bằng 1/3 lần công khi phải lâng thân người của chính mình lên độ cao. Như vậy ta có A2 sẽ bằng 1/3 đó, đúng không? 1/3 đó này. 50 nhân 10 nhân 2000, đúng không? Bằng 333333 joule, đúng chưa? Tính công bình thường là 50 nhân 10 nhân 2000, nhưng người ta bảo chỉ bằng 1/3 lần thôi, đúng không? Có nghĩa là ông đi bộ trên đường nằm ngang đương nhiên là mệt ít hơn là ông gì? Ông leo lên cầu thang. Mà điều đấy là đương nhiên, đúng không? Leo dốc phải mệt hơn mà, được chưa? Thanh Nhân Lâm làm gì đấy? Làm gì đấy? Các chị được chưa? Tôi quên mất chưa nói với các chị là tôi còn chụp ảnh gửi phụ huynh các buổi học các chị làm gì đấy. Ừ, vẫn học là chuyện vẫn học. Tiếp này. Ừ. Sang mục C này, bài tập áp dụng. Bài 1. Trường hợp nào sau đây có công cơ học? Khi có lực tác dụng chưa đủ. Khi có lực tác dụng và vật chuyển động vuông góc chưa đủ, vì vuông góc thì công bằng không mà, đúng không? Khi có lực tác dụng và chuyển động không vuông góc, đúng không? C. Câu 2. Trường nào thực hiện công cơ học? Đáp án. Trường hợp nào thực hiện công cơ học? Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động, có, đúng không? Người công nhân dùng dòng dọc cố định kéo vật nặng lên.
Có không? Có. Ô tô đang chuyển động trên phương nằm ngang, quả nặn rơi từ trên xuống. Cả 4 trường hợp này đều thực hiện công cơ học. Đều có lực tác dụng và có gì? Có dịch chuyển, đúng không? Thì cả 4 trường hợp này đều thực hiện công cơ học. Bài 3, dễ rồi. Công thức gì? B đúng không? A bằng F nhân S. Câu 4. Trường hợp nào không có công cơ học? Một người đang kéo một vật chuyển động, hòn bi đang chuyển động thẳng đều trên mặt trận, coi như tuyệt đối nhắn. Lực sĩ lưng quả tạ thế thấp cao. Máy xúc đất đang làm việc. Trường nào không có công cơ học? Sao? Một người đang kéo một vật chuyển động. Kéo coi như trên đường làm ngang nhá. Máy xúc đất đang làm việc thì đương nhiên rồi, đúng không? Bây giờ còn B cả C. Một lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. Có tốn công không? Có lực tác dụng không đã? Có chứ. Phương chuyển động như nào? Từ dưới lên. Từ dưới lên mà tay ông ấy kéo lên này thì cũng là từ dưới lên chứ không phải vuông góc đúng không? Hòn bi đang chuyển động thẳng đều trên mặt sàn làm ngang, coi như tuyệt đối nhẵn. Thế khi hòn bi đang chuyển động thẳng đều, em gạch chân từ chuyển động thẳng đều đi. Đúng rồi, nó chịu tác dụng của lực cân bằng, mà lực cân bằng thì tổng hợp lực tác dụng lên vật phải bằng không, đúng không? Như vậy trong trường hợp này là coi như không có lực tác dụng lên vật, được chưa? Nên phải gạch chân từ chuyển động thẳng đều, hiểu chưa? Bài 5. Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất từ A đến B trên đoạn đường nằm ngang, rồi B đổ hết đất rồi đẩy xe không theo đường cũ trở về. So sánh công sinh ra. Quá dễ. Ông chở nặng thì đương nhiên công phải tốn hơn là ông ấy không chở gì chứ, đúng không? Được chưa? Cho đáp án đi. Cho đáp án đi. Công lượt đi lớn hơn công lượt đẩy về. Đúng chưa? B đúng không? Quãng đường bằng nhau là đúng, nhưng lực khác nhau. Đẩy xe không với đẩy xe có tải là phải khác chứ, đúng không? Được chưa? Cái này chỉ cần hiểu biết là bọn em trả lời được rồi. Một dòng dòng cố định làm thay đổi hướng chuyển động đi 90 độ. 90 độ à? Vui nhỉ? Nhìn thấy 90 độ là thấy vui rồi, đúng không? Đáp án gì? Lực kéo không thực hiện công vì vuông góc với phương dịch chuyển. Bảo nhìn thấy 90 độ là vui rồi còn gì nữa, đúng không? Bài 7. Người ta dùng một cần cầu lưng thùng hàng lên A bằng 2500 nhân 10 nhân 12, ai bấm máy ra bao nhiêu? 300 à? 300 joule là sai chắc rồi, phải 300.000 chứ, đúng không? Kilo joule nữa còn gì nữa? À, kilo là 1.000 còn gì? Ồ, ngạc nhiên chưa? Bài 8. A bằng 7.500, đừng nhân 10 đấy nhá, nhân 8.000 bằng bao nhiêu? 60.000 kilojoule à? 60 triệu thì phải là 6.000 kilojoule. 6 triệu đúng không? Hay 60 triệu? 60 triệu à? Thế 60 triệu phải là 60.000 kilojoule. Đáp án A. 60 triệu là 7 số 0 mà. Được chưa? Bài 9. 15 phút vận tốc chuyển động ga B tốc nhón 10 km, thời gian đi B lên 30 phút. Tính công của đầu tàu đã sinh ra, biết rằng lực kéo đầu tàu không đổi là 40.000 Newton. Bài khó đấy, ai tính được rồi? Tính như nào? Ai tính rồi và tính như nào? Nó cho vận tốc, cho thời gian để làm gì? Gì? Cái con đường đi được à? Ok, như vậy ta có gì? Ơ nhưng mà ở đây ta lại thấy có hai vận tốc. Như vậy, quãng đường AB và quãng đường BC, đúng không? Ta tính này, AB bằng
S bằng V nhân T đúng không? 30 nhân với 15 chia 60. Phải đổi sang giờ. Đổi 15 phút sang giờ vậy là 15 chia 60 không? Một đồng chí Toàn. Bây giờ đơn vị là km giờ mà. 15 chia 60 là 1/4, 30 chia 4 bằng mấy? 7,5 km. Quãng đường BC bằng 10 nhân 30 chia 60 bằng 5 km. Đúng chưa? Bây giờ ta sẽ có công bằng gì? Công A bằng lực là 40.000. BC là 5. Nhẩm được. Chia cho nhân với 7,5 cộng 5 đóng ngoặc nhân 1.000 đổi sang mét đúng không? Ai bấm máy hộ ngài? 40.000 nhân 1.000 nhân với 12,5. Năm trăm triệu. Năm trăm triệu ba sáu. Đấy, bây giờ mày xem sao đáp số là ghi 700 triệu. Thanh niên Lâm. Chuyển động từ ga B đến với vận tốc nhỏ. À xin lỗi. Người ta ghi là vận tốc nhỏ hơn trước 10 thì phải là 20. Đúng không? Ta đọc không để ý, đúng chưa? Ban đầu là 30 mà. Người ta bảo là chuyển động với vận tốc nhỏ hơn trước 10 thì là 20. Sửa lại cái quãng đường BC cái. BC là 20 nhân 30 chia 60 phải bằng 10. Xin lỗi. Thì phải là cứ thay 5 bằng 10 thôi. 7,5 cộng 10. Đúng chưa? Là 17,5. Nhân lại cái. Bảy trăm triệu đi. Ta đọc sai đề mà. A sẽ bằng 40.000 nhân với mở ngoặc 7,5 cộng 10 đóng ngoặc nhân 1.000. Nơi ta tính BC bị sai mà ta tính là 5 đúng không? Vì ta đổi thành 10 là xong. Được chưa? Hiểu chưa? Ok nhá. Bài 10. Thôi bài 10 để cho các đồng chí đội tuyển làm đi. Sang trang phần bài tập về nhà. Sang trang bài tập về nhà. Làm chưa? Trường nào sau đây có công cơ học? Khi lực tác dụng theo phương không vuông góc, con này bị trùng rồi. Trường nào sau đây không công cơ học? Hòn bi đang chuyển động thẳng đều, thẳng đều. Không có công cơ học mà chuyển động thẫng đều đúng không? Giống câu lúc nãy chưa? Cứ tìm cái chuyển động thẳng đều mà chọn. Vì tổng hợp lực tác dụng nên nó bằng không mà đúng không? Câu 3. Trường hợp nào thủy điện công? Tất cả đều có công mà em. Đúng không? Ô tô đang chuyển động làm ngang này, quả lặng rơi này vân vân này đúng không? Đâu? À ừ. Đây là dùng từ trọng lực, nó khác với câu nuôi ấy. Xem lại câu nuôi ấy xem là có dùng từ trọng lực không? À không, nó chỉ là trường hợp thực hiện công thôi. Đấy. Hỏi đúng về trường hợp trọng lực. Trọng lực thì là quả nặng rơi từ trên xuống đúng không? Nghĩa là D. Thì có thể là cái câu lúc nãy nó bị gõ thiếu từ trọng lực, đúng không? Nên tất cả đáp án đều đúng. Câu 4. Câu 5. Lực kéo của gầm đò làm xe di chuyển. Kéo vật trượt trên mặt bàn nằm ngang, đẩy cuốn sách. Cả 3 trường hợp trên đều có luôn đúng không? D. Được chưa? Câu 6. Độ lớn của công phụ thuộc vào lực và độ rời đúng không? Câu 7. Một hòn bi lăn trên mặt bàn, coi không ma sát,
Câu nào sai nhá. Trọng lượng đã thực hiện công, lực tác dụng từ công, công gặp có giá trị khác không, mà các câu trên đều đúng. Nào, câu nào sai? Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nằm ngang. Ở đây có hai đáp án sai. Thứ nhất, trọng lượng không thực hiện công. Vì sao? Trọng lượng theo phương thẳng đứng mà bi chuyển động nằm ngang đúng không? Lực tạo với phương chuyển động 90 độ. Mà câu A đã sai rồi thì câu D sai theo, vì nó ghi là các câu trên đều đúng mà. Đúng không? Câu này ra đáp án không hay. Vì cái câu D là vô nghĩa. Nghĩa phải là A cả D đúng không? Đều khoanh. Câu 8. Trường hợp nào sau đây không có công cơ học? Trường hợp nào? Lực tác dụng vuông góc với phương chuyển động đúng không? Không có công cơ học. Có lực tác dụng nhưng vật không di chuyển. Vật di chuyển nhưng không có lực tác dụng. Thế phải D chứ. Tất cả đều đúng. Cả 3 trường hợp đều đúng mà, đúng không? Câu 9. Câu 9 dòng dọc 90 độ biết rồi đấy. Cho đáp án đi. Lực kéo không thực hiện công vì phương của lực vuông góc với phương dịch chuyển vật B đúng không? Được chưa? Câu 10. Trong các đơn vị sau, đơn vị nào công cơ học? Ở đây ta thông thấy có Joule. Nhưng ta có công thức là A bằng F nhân S. F là lực, S là đơn vị là mét, thì là Newton nhân mét đúng không? Như vậy là C. Như vậy 1 Joule chính là bằng 1 Newton nhân 1 mét. Câu 11. Một quả dừa trọng lượng 25, mặt đất 8, công A bằng 25 nhân 8 thì bằng 200 Joule B. Được chưa? Được. Câu 12. Viết công thức tính thôi nha. Tính đi. A bằng 2500 nhân 10 nhân 12 bằng 300 kilojoule. Câu 13. A bằng 7500 đúng không? Công lực kéo là bao nhiêu? Nhân với S. S đã biết đâu? Chỉ có lực thôi đúng không? Thế thì phải là một giá trị khác chứ. Toàn rồi. Các ông lại học thuộc đáp án lúc trước không? Toàn rồi. Nó không cho quãng đường là sao tính được công đúng không? Câu 14. Lực kéo 600, 5 phút công thực hiện vận tốc của xe là bao nhiêu? Như vậy ta có 360.000 thì bằng 600 nhân với S. Từ đây tìm được S không? Tính được quãng đường rồi mới tính được vận tốc mà. 3.600 chia 6 bằng S bằng bao nhiêu? 600 mét đúng không? Đúng chưa? Thì ta sẽ có V bằng S trên T bằng 600 chia cho 5 x 60. Phải đổi sang giây mà. 5 x 60 là 300, 600 chia 300 thì bằng 2 mét trên giây. Nghĩa đáp án C. Được chưa? 3600 à 360.000 bằng 600 nhân S. Tự viết vào đi. Câu 15. Quãng đường biết, lực cản biết. Như ta có A bằng 70 nhân với 5.000 bằng bao nhiêu? 7535 đúng không? 35 thêm 4 số 0 vào. 350.000 Joule đúng không? Đáp án D. Câu 16. Câu 16 A bằng, nhớ đổi đơn vị, 500 kg nhân với 120 m bằng bao nhiêu? 600.000. Sao lại 600.000? 5 x 12 là 60, thêm 3 số 0 là 60.000 chứ. Đâu từ dưới xem nào. 500 kg à? Ờ quên. Thì nó nhắc mọi người đổi mà thầy không đổi. Như vậy đáp án C.
Được chưa? Câu 17. Lực biết, công biết, tính vận tốc. Có tính được không? Có thời gian đâu mà tính. Có thời gian đâu mà tính, đúng không? Đâu? Trong 1 phút công giản ra, ok. Có thời gian rồi thì đấy. Tại bài trước nó ghi là 15 phút ghi số, bài lại ghi chữ, mình lại không nhìn cái chữ đấy. Như vậy tương tự bắt chiếc đi. Em tự viết vào 690.000 thì bằng 1150 nhân S. S bằng bao nhiêu An? Chia chưa? Chia đi. 690.000 chia 1150 bằng bao nhiêu? 600 m. Thì V lại bằng S trên T bằng 600 chia cho 60 giây đúng không? Thì bằng 10 m/s. 10 m/s là chuyển động nhanh ấy nhá, không phải chậm đâu. Một giây em đếm một phát đi được 10 m. Nghĩa là một phát là đi được gần bằng hết cái nhà này đấy. Em cứ nhân 10 m/s lên coi là 36 km/h không? Tương đương tốc độ bàn thờ xe đạp điện là gì? Xe đạp điện tối đa 40 km/h cơ, ông phóng thật lực thì chả thế. 70 lên làm sao được. Lên đến đấy, lên đến 70 chắc là vành mấy khung kiếc là bay mỗi chỗ một đường luôn. Xe máy của tôi bây giờ đi lâu rồi, lên đến 80 khó, là căng lắm mới lên được 65. Đường thông hè thoáng vít mới lên 60-65. Lên 80 xe đã rung bần bật. Xe đạp điện mới lên 80 thì, à lên 70 thì chết à. Khối lượng nhẹ mà tốc độ lớn thì cái độ văng nó rất là mạnh. Chỉ cần gió cái tạt phát là thôi, từ lề bên này sang lề bên kia ngay. Đó. Vít đến 40 đã nguy hiểm rồi. Xuyên không đúng không? Lại được về thời nào đấy. Câu 18. A bằng gì? A bằng 3600 nhân với 540. Đúng không? 3600 nhân 540. Đúng chưa? Bằng bao nhiêu? 194 gì? 44 mấy số không? Không run à. Đúng không? Cho đáp án A đúng không? Thế bây giờ ta mới xem nhá. Coi chuyển động của ô tô là đều. Coi chuyển động của ô tô là đều. Có khác gì với chuyển động thẳng đều không? Coi chuyển động của ô tô là đều. Có khác gì chuyển động thẳng đều không? Khác gì không? Không. Tổng bằng không cái gì? Người ta cho trong 30 giây ô tô đi được 540 m. Coi chuyển động của ô tô là đều. Có nghĩa là gì? Em phải phân biệt giữa trường hợp chuyển động thẳng đều và chuyển động của ô tô vận tốc không đổi ở đây. Ở đây người ta đang bắt tính công của lực kéo. Có nghĩa là công của lực kéo này thực hiện khi nó gì? Khi làm cho xe bắt đầu chuyển động đến lúc mà nó đi được 540 m. Đúng không? Còn sau này nó chuyển động đều thì vận tốc không đổi vân vân cái thứ, thì lực không đổi thì lúc đấy công bằng không đúng không? Được chưa? Nghĩa vẫn là đáp án A. Câu 19. Thả tốc độ cao trong quá trình chuyển động lực cản bằng 4%. Như em phải tính trọng lực đã. P bằng 4,5 x 10 bằng 45 newton. Công lực ép cản thì bằng 4% nhân với 45 bằng mấy? 45 x 4 chia 100 bằng mấy? 45 x 4 chia 100. 1 mấy? 1,8 newton. Thế thì lực tác dụng vào vật bây giờ chỉ còn là 45 trừ 1,8 thôi đúng không? Thế ta có công này. À nó còn bắt tính công riêng rồi. Công của trọng lực bằng 45 x 8 bằng bao nhiêu? Và công cản thì bằng 1,8 x 8 bằng bao nhiêu? Bấm máy đi. 45 x 8 8432 5840 360 joule. Và công của lực cản 1,8 x 8 14,4 đúng không? Đáp án gì? C. Công của lực cản phải là công âm.
Lực cản là ngược chiều với chiều gì? Chiều chuyển động mà đúng không? Thì công sinh ra và công âm. Còn ta đang tính thì là độ lớn của công lực cản thôi đúng không? Được chưa? Câu 20. 20. Đó, cái này làm rồi. Công gì? Lượt đi lớn hơn lực kéo về đúng không? B. Được chưa? Như vậy là xong bài công nhá. Về nhà nhớ đọc lại nhá.